chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Nay anh em mình bí đường binh rồi cả nhà ơi. Mưa cả này bão đen phù lùi bằng ngày cũng như bằng đêm vậy đó. Mưa quá, hỏi sách trời. Bí quá rồi, buộc phải kiếm con cá lên nấu lộn mắm rồi cả nhà ơi. Cá nhà nghe cả nhà, cá này là ăn ổi với rau muống. Lâu năm lắm rồi. Phải sách trà ra kiểu này nè. Nhí đang quan thì anh Toàn đang làm đồ ở chỗ. Đột nhập hầm cá, cầm cái hầm cá của mình rồi nè. Không dính con nào chứ vậy? Cái gì? Thấy dính cá sặc kìa. Nằm đâu cái này? Có cá như này không vậy anh Trầm? Biết đâu. Có. Không có chạy. Rồi thấy không dính rồi. Dính lại tung rồi. Ừ. Hôm nay em chạy kỳ nhí. Trời ơi cá sặc. Em chạy cá sặc dữ vậy nhí. Rồi mưa tới nữa rồi. Ừ. Nằm đâu rồi anh Trầm? Chạy lên trên nó trốn hết rồi. Không dính não nha nhí ơi. Vô. Đây đừng dính con khổng lồ của mình nha. Chúng ta khổng lồ không? Tài tượng á. Gà gì vậy? Gà rồi. Cái vô. Chụp. Dạ. Cái lối lên đi. Ừ. Được ha. Được rồi. Được rồi. Vô mưa giọt nghe. 2 kg này kiếm mấy á. Chạy đúng một con rồi à. Bắt con rồi hả? Bắt con rồi, chạy đúng con rồi à. Chạy chi nhiều quá anh Trầm. Ừ. Cá ổi với rau muống mà. Vàng khe ha. Chuối nữa. Để nhé. Đâu vậy? Đây. Cá ăn trái cây nó trắng nha. Ừ. Cá trong mương cầu á. Ừ. Nó xanh lè à. Xanh lè à. Rồi, đẹp nó trắng được vậy. Nha. Cười gì? Quá ngon. Vô. Vô. Làm lóng mắm coi. Ừ. Cả nhà làm lẩu mắm thì một con cá tra với thịt ba gọi nửa ký, mắm thì 15.000 mắm linh, 15.000 mắm sặc, 2 trái dừa với trái hú qua, trái cà và rau anh em cho muốn càng cua tơ tượng xả. Anh em mình bắt đầu làm nghe cả nhà. Mà chắc xíu nữa quá. Xíu luôn hả? Trời lạnh này có là bóng này nữa thì trời lạnh là có là bóng quá ok. Mày không phải là này phải đi săn bắt thôi. Bảo quá bảo. Chữ thì anh em mình không đi săn bắt thì cái này cũng bắt nè. Bắt với hầm rồi có anh Trầm nè. Ừ. Trước khi mình thái nó ra thì mình lấy chỉ nó ra nha cả nhà. Lấy cái trơn này cái nhà mua ở chợ cũng vậy. Mình lấy cái chỉ ra ha. Tính nước nha. Còn phụ của em cái anh Đồng ơi. Rồi nắm đường vậy mà. Thank you.
cái phần cá phi lê nha cả nhà. Mình cho khoảng một muỗng cà phê cà ngô với một muỗng tỏi sấy. Cái này thì mình ốp cho nó thơm thôi nha cả nhà, chứ không có nghiêm gia vị, trộn lên đều cho nó thấm cho nó thơm. Giờ mình lượt mắm vô luôn nha em. Mắm luôn. Mắm cá linh cá sặc. Cho cá linh cho mắm. Hấp dẫn quá. Thơm rồi đó. Có mùi mắm nghe thấy khác liền ha. Mùi mắm là có mùi thơm liền nè. Vô luôn nha. Xuống luôn. Tốt. Giờ mình cho cái đầu con cá và cái xương giữa nữa vô cho nó ra chất ngọt nha cả nhà. Nêm nồi mắm nha cả nhà. Nãy mình cá mình có cho miếng hạt nêm rồi, mình chỉ cho đường với bột ngọt thôi. Đường mình cho một muỗng canh. Bột ngọt thì mình cho nửa muỗng cà phê. Mình quậy lên nêm nếm coi vừa ăn rồi anh em mình sẽ bắt nồi lẩu lên ăn nha cả nhà. Quá trời nó ngon cả nhà ơi. Mình cho cá thái vô nha cả nhà. Mình dốc đủ ăn thôi để cho nó gã. Tới rồi. Không có gã đâu, bỏ lại vô đi. Cá này mà gã gì? Bỏ nhiêu ăn nhiêu nè. Mình còn lấy cốt mấy kia nữa đó. Anh em mình ăn với lại ba loại rau. Rau muống, gà cua, gà tai tượng. Bên đây thì gà hôm qua chấm nước mắm ớt ha. Bên kia là nước mắt quê hương. Quá đã nào lẩu à. Khổ quá. Ăn cho cái bảo đó qua. Cái bảo nó qua mới được. Đi săn đi bắt gì mới được. Thất nghiệp quá trời rồi. Sáng mưa, tối mưa, chiều mưa. Giấc nào cũng mưa. Công nhận mưa dữ thật chứ. Quá chí à. Quá chí anh Đông, anh Đông chăn nước anh Đông. Ngung ngút mùi vị à. Giá nè anh. Ôi trời, trời mưa. Trời mưa gặp thứ này, thứ nào chịu nổi. Đó, đưa vô cho anh Toàn liền. Ê, rồi, cảm ơn em nha. Anh chậm chén nước đi anh chậm. Anh chậm ăn đuôi à? Đuôi. Để
tại mình nhỏ mình ăn đuôi đi. Thôi đừng nói vậy ăn cha dữ à. Thầy vô thịt lên nó là cả nhà. Nó bông lên nè. Bông lên nè. Ừ. Chăn miếng nước cái. Quá tới rồi. Có ai muốn nha, chầm này vô nha. Mớ đi. Mời cả nhà ăn cá giò nấu lẩu mắm với anh em nha. Còn cả nhà ăn bún với anh em mình nha. Đậm miếng ăn. Mời cả nhà ăn bún với anh em mình nha. Cha, bích cái chén rồi, cắn từ từ luôn sao vậy? Trăm tổ. Ngon quá. Quá trời ơi, ba cái chén hết nữa cá rồi ba ơi. Quá đã. Không thiếu cái này. Mời cả nhà uống với anh em mình ly rượu nha. Trời hai đứa mình cầm ơi. Dạ đi anh. Đây để em góp cho. Ăn uống đi. Để chở rau cái chồng. Quá ngon rồi. Cái con cua này quấn vô chấm thôi, khỏi nhúng nha. Nhanh để có ai ăn cái con cua này lên tiếng nha. Anh Toàn để bánh mới nè. Được rồi, để lại đi. Anh lấy bỏ vô. Để bên đây nha, để vô gỗ cho anh nha. Bỏ đi hút rồi. Quá đặt cái đầu mình cho xuống này dân mời cả nhà dùng ly rượu với anh em nha. Này ở miền Tây mà dân nhậu thấy cặp cái ăn lẩu mắm không thể thiếu à, kiện chết luôn á. Thiếu cái này nha cả nhà, nửa lít cái đầu là nửa lít đó rồi. Rồi chưa anh Trọng? Rồi tới em à. Em đi em vô. Em thôi bữa nay không nhậu đâu quên. Mấy anh em nhậu đây hả? Vậy? Chưa rượu lấy uống. Mời cả nhà uống với anh em mình ly rượu nha. Anh gấp cái khứa cá nha, cho nó nguội nguội em ăn chậm. Thôi cho miếng thịt được rồi, miếng thịt nhỏ nhỏ đi dễ. Cá nóng lắm. Cho quay phim vô ly rượu để thôi vung tay. Mời cả nhà uống với quay phim ly rượu nha. Thôi ăn thịt đi, khỏi gấp rau đâu, nóng gì lắm. Ngon từ thịt mà ngọt từ xương. Thịt nó vàng ở trong rồi nè. Chấm nha. Chấm luôn. Cái này nóng quá. Trên bếp lửa sôi mà không nóng gì anh. Không nóng quá. Chấm. Đã không vậy? Quá giòn. Nó giòn. Cái da của nó. Da nó xịt 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 rồi. Da nó kêu xịt 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 xịt. Thẳng cốc cốc. Tại vì đâu có cho ăn thức ăn gì đâu. Chuối rồi ổi hư rồi đó. Miếng gà cua nó mới đã đó. Làm miếng cho muốn. Quả thằng ơi. Ngọt này ngọt tới trong luôn anh. Béo à. Nó giòn nữa. Cua này làm cái gì không nhận, làm cái gì cũng ngon. Đúng đúng sách luôn ha. Đúng sách các loại rau luôn. Mở nhà ăn lẩu với phim nha. Ăn à, mà càng cua này. Nói là bát chí các loại rau cũng tính ăn ăn miếng giòn nữa ha. Đừng cho chín tới không ha. Ngọt. Quá trả luôn. Đi nút quá nút rồi. Phải lấy cốt cho anh. Trăm tủ. Anh Toàn. Cá này ngọt mà không tâm cho bạn. Quyên đi. Anh em là Quyên đi. Dạ. Hết mưa bão rồi ông ơi. Mưa bão rồi. Con đi săn mò đồ cũng được. Chứ này con chịu không nổi đâu. Anh em mình nhíu. Rồi. Mưa bão không làm được. Anh uống trước đi. Và cả nhà dùng ly rượu tiếp với anh em nha. Ở bên này.
Nãy giờ ai cũng ăn đầu mày nọ cho nhìn cho nó ăn một bóng này. Giả rồi đi. Dứt chín. Làm đi mới được cái nhà. Nè, phải dài ly. Hừa, lắc gắt, lại gai. Ngồi nhậu hoài, to muốn nghỉ. Anh Trâm, lấy cốt cái này. Để em, để anh em. Anh Toàn lấy cốt cái. Anh Toàn trước đây anh Toàn. Ờ, cảm ơn em nha. Hôm nay mưa bão ở ngoài miền Trung quá trời luôn. Đọc báo thấy là... Nè, lấy cốt cái. Quá bão cái nhà. Cái gì đâu mà nhà chiếc xe mà nó ngập tới cái yên. Lót anh Toàn, anh Toàn đợi hoài rồi. Cái nhà còn cái nóc không? Vô anh ơi, miền Tây mưa hú đất. Anh lên 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 nha. Vô anh ơi. Ngon. 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 Đi gấp đầm lên cá uống một cốc cái trời. Tha cũng miệng. Cá quá trời kìa. Lấy cốt mà. Ăn đi. Thầy xa xưa rồi kìa. Xưa rồi. Lắp đi. Ăn miếng qua đi hả? Miếng của anh Tổng này. Ờ, đúng, đúng rồi. Đó. Bởi vì này cho em này nè. Bởi vì không, anh ăn đi. Anh ăn. Đây vậy? Anh ăn đi. Em kiếm cục khác. Em mới ăn cái bún bóng cá rồi. Mấy đứa vừa vừa có béo ngậy luôn anh Tổng. Béo. Anh thích ăn cái mỡ mỡ thịt thịt rồi. Nó đỡ ngán không? Ừ, đúng rồi. Rồi. Nhỏ cá này nè ăn á đó anh cũng chưa có biết ăn nữa được gì chú ngoại á nó đi đâu á em đi chèo xuồng đây chèo gì tới ngoại là mấy tiếng hồ á ngoại anh đâu chứ là Trâm á chê mình hả ừ nó đi bằng xuồng á chèo bới bơi thôi mà mấy tiếng á tiếng mấy hai tiếng hồ tới á nó đi mình xuống không mà đó đi xe mình xuống ghe cổ đi đâu đi cái đó xe cổ chứ dưới ở ngoài ba nuôi nguyên một hầm nha câu lên con đâu 8 ký mấy chứ dữ lên ăn ngầu ruộng nó ngon nhớ tới giờ không nhớ tới giờ hồi đó mặn ra con cá hù nó ngon con cá này được rồi em biết sao đi vô ông anh á ổng làm bắt lên con ổng nấu cháo cái ông bẻ đọt đinh lăng á trời ơi trời ăn nó ngọt ngọt cái đinh lăng lẩu mắm này cũng thầy luôn á cá giò nó ngọt nấu cháo ngọt thêm đinh lăng nó mát rồi ơi trời nó đã trong hồi nhỏ ăn là cái cảm giác biết là nó ngon cá nó già và nó dai ngon con cá này ngon cái nhầm muốn cắt càng già càng ngon nhưng mà dùng mình ở đây giờ đâu còn cá già nhiều nữa cảm ơi ha giờ nuôi hiếm lắm giờ hiếm lắm giờ ít phải tập trung nhờ cái ăn là nhiều ta nuôi cá kia không có gì mình với này anh biết không cá này nuôi nó lâu lớn rồi nhé làm đi làm đi nè nó giả hết vậy. Còn bên gấp lên tầng. Được rồi, ăn đi. Cốt gấp cho anh. Từ từ. Cốt anh. Bây giờ người ta nuôi người ta cũng cho thức ăn gì vậy? Ừ đúng rồi. Ta cho phụ phim nó để cho cá nó không bị chai á. Mà cá giận chậm là tăng trái cây cái nè, trái cây không à. Khi chuối chim chín rồi hỏi bằng rất là xài chín nhiều khi xài dục mà thường con cá này ăn ổi nhiều nhất ổi chuối nhưng mà ổi thì bầm nhỏ nhỏ ra ăn chuối với con cá nó dằn nhỉnh hả cá nuôi nè
nó rẻ hơn cá mua ngoài chợ. Mua chợ thịt nhỏ nhẹ. Con cá mà hai con cá cả 2 kg 2 cái máy mà thịt nó dai, cóc 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 vậy nè. Con cá mà chợ tới 5 kg. Chưa thấy dai, chưa thấy. Nó bở không à? Cho nó tại cho ăn thức ăn. Ừ. Còn mình đây cá này mình nuôi mương mà. Được lớp nào chuối chín rồi lớp nào ổi. Mấy cái sao? Nhãn đó anh, nhãn hả? Nhãn cây nhãn lông sao đó. Ừ. Nó rụng những cái tủng ra là rồi đó, mắc rồi đó. Thấy gì nó ăn hay chứ. Ừ. Trong nhãn bong bóng nó nghĩ hay. Bóng nó tiêu quá được cái hột luôn ha. Ừ, tiêu quá được cái hột nhãn luôn nha. Ủa cái hột sao mà nó ăn nuốt luôn người ta, mất tiêu luôn ha. Gớt xuống nó quất nguyên trái luôn. Ừ. Nó ngóp á. Ừ. Gớt cái tủng xuống là nó mất tiêu rồi đó. Mà sao nghĩ nó tiêu quá được cái hột nhãn mất tiêu luôn. Mà có không phải anh ơi. Hả? Nhiều khi nó lựa hột vậy á. Lựa hột cái giỏi em không? Trời. Bây giờ anh em mình mưa bão á nha, không đi săn được, mong cả nhà thông cảm nha. Thì anh em mình xin dừng video tại đây. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình á, nhớ cho anh em mình một like và một lượt đăng ký nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.